Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, thần thánh cho anh. Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôvas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Suy niệm: hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Sông Vi. Lễ này có từ thế kỷ thứ 12, nhưng mãi cho đến năm 1913, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 ấn định ngày này vào ngày 15 tháng 9, sau một ngày lễ suy tôn thánh giá. Như vậy, tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi tập trung vào những nỗi đau khổ của Đức Maria trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Mẹ luôn luôn kết hợp mật thiết với người con đau khổ của mẹ. Lễ này được cử hành như kết thúc tuần Bát Nhật mừng sinh nhật Đức Mẹ, mùng 8 tháng 9. Trong truyền thống của giáo hội, các tín hữu tưởng nhớ những nỗi đau khổ của mẹ Maria như 7 thanh gươm xuyên thủng trái tim của mẹ, những thanh kiếm tượng trưng cho những nỗi đau buồn của mẹ. Điều này đã được ông Simeon báo trước trong đền thờ khi ông gặp thánh cha trong buổi lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. 7 nỗi đau buồn của mẹ Maria. Lời tiên tri của Simeon: trốn sang Ai Cập, lạc mất hài nhi Giêsu trong 3 ngày. Mẹ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê. Cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu. Tháo xác Chúa Giêsu khỏi thập giá. Táng xác Chúa Giêsu. Hôm nay, các tín hữu Kitô như tôn vinh cuộc tử đạo thiêng liêng của Đức Maria. Trong sự đau khổ của mình, mẹ nhắc nhở chúng ta về sự xấu xa khủng khiếp của tội lỗi và chỉ cho chúng ta con đường hoán cải trở về với Thiên Chúa. Khi mừng lễ mẹ sầu bi, chúng ta chiêm ngắm tình yêu can đảm, hy sinh của mẹ, sự dấn thân đi theo Chúa Giêsu. Mẹ là người phụ nữ được Thiên Chúa lựa chọn để sống niềm vui và đau khổ cùng với con Thiên Chúa. Niềm vui là mẹ con Thiên Chúa đi kèm với trách nhiệm lớn lao và cũng đi kèm với nỗi đau buồn lớn lao. Hơn nữa, mẹ Maria cũng dành cho mỗi người chúng ta một tình yêu lớn lao, chia sẻ với mọi nỗi thống khổ của con cái tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Này mẹ Maria, mẹ đã kiên trung đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Trái tim mẹ đã đau xót tan nát khi chứng kiến cái chết của người con. Xin mẹ đừng để chúng con trong cuộc đời trần gian nhiều đau khổ này, để mỗi khi nhìn ngắm mẹ, chúng con thấy được niềm tin vững chắc, biết trao phó cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa như mẹ.